Nếu không đi Thái thì tôi đã không biết những điều này. Đầu tiên đó chính là về quần áo, nhất là áo thun ở Thái Lan. Trời ơi, ta nói cực kỳ đẹp, mọi người nhìn nè. Nói ra cái giá nó hết hồn luôn nha mấy bà. Chưa tới 100.000 cho cái áo này đó mọi người, tin được không? Chở tôi đi là chợ chọt phe, các bạn cứ nói với mấy anh túc túc là mấy anh biết à. Mà tôi là tôi ở khách sạn ở trong chợ chọt phe luôn. Khu này là khu New Fashion nha. Mấy cái áo thun này không phải là in thông thường đâu nha mọi người. Nhìn như vậy thôi chứ nó là in nổi lên luôn. Mà cái vải thun của nó dễ chịu, nó mát mà nó nhẹ lắm mọi người ơi. Từ thun oversize nè cho đến baby tee đến cả rớt ốp nữa nè. Đi lên xíu nữa là có cái shop chuyên về bán mấy cái áo baby giống vậy luôn. Cả các in hình trong đây là in nổi hết nha mọi người. Em thích nhất là cái hoa văn mà kiểu nổi nổi lên vậy nè, nhìn nó đẹp mà nó sang mà nó ngầu sao đâu. Mà mọi người tin là không có một cái áo nào mà trên 100 cạnh mọi người, mà mua càng nhiều là người ta càng giảm giá nữa. Cái nào màu nào nó cũng đẹp hết trơn á mấy bạn ơi, nhất là cái hình in nha, nó không có bị lặp lại đâu, nó nhiều mẫu dữ lắm. Em mua xương xương có mấy chục cái về phát cho mỗi đứa 2 cái, trời đất ơi nó đáng đồng tiền gì đâu. Em quay cận cho mọi người coi cái chất in của nó này mọi người ơi, nó đẹp mà nó kỳ công lắm mọi người. Cái chợ nhìn như vậy thôi nha, chứ đồ toàn là đẹp không. Mà nhớ nha, chợ chọt phe cái này á, các bạn đi vòng vòng Thái Lan cũng có bán nhưng mà giá nó sẽ cao hơn. Riêng chợ này tôi thấy rẻ nha, có chưa tới 100 cạnh một cái nữa.